Năm mới đã đến và cùng với nó là một loạt những luật lệ mới được áp dụng tại bang New York. Đứng đầu danh sách túi nhựa sẽ bị cấm bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, thay vào đó là túi giấy 5 xu hoặc túi vải có thể tái sử dụng. Đây là ý hay, có lợi cho môi trường. Rất nhiều bang đang áp dụng rồi và chúng ta cũng nên làm như vậy. Hiện tại cái này tiện hơn, nhưng nếu chúng ta có thể dừng sử dụng túi ni lông thì cũng rất hay. Tuyệt vời! Kể từ thứ hai tới, tôi sẽ không dùng chúng nữa. Không chỉ dẫn đến quyết định này, mối quan tâm tới việc bảo vệ môi trường cũng đứng đằng sau một số lệnh cấm khác, bao gồm cả việc thu phí đi xe vào các khu vực nhộn nhịp nhất của Manhattan. Vừa giảm lượng khí thải, vừa giúp giảm bớt cơn ác mộng giao thông mà người dân phải hứng chịu mỗi khi đi vào trung tâm New York. Dù vậy, đến năm 2021, luật này mới có hiệu lực. Không. Không, tôi sẽ chuyển đến Jersey. Không đi xe thì khó quá, tôi không muốn trả phí khi đi xe, cảm ơn. Thuế phí càng ngày càng tăng, điều đó giúp cho cộng đồng cho khu vực này. Không chỉ cánh tài xế sẽ sớm thấy được sự thay đổi, giới sành ăn cũng sẽ phải chào tạm biệt món gan ngỗng. Hội đồng thành phố New York đã quyết định coi việc nhồi ăn da cầm để lấy thịt là hành động độc ác. Bỏ qua những lời phàn nàn từ giới nông dân và chủ nhà hàng, Bắt đầu từ năm 2020, dân New York sẽ phải chọn một món khai vị khác cho những bữa tối sang chảnh của mình. Lệnh cấm lông thú cũng gặp nhiều phản ứng trái chiều không kém phần quyết liệt. Mặc dù vậy, rất nhiều người dân New York cảm thấy vui khi lệnh cấm này được ban hành bởi những chiếc áo lông giả với giá rẻ hơn sẽ thành mốt và các cửa hàng lớn cũng cảm thấy khá hài lòng vì nhu cầu đồ giả lông thú sẽ tăng theo. Trong khi đó, những chủ tiệm áo lông thật cũng đang cố tỏ ra mình thân thiện với môi trường. Những cái bẫy này được cả thế giới chấp nhận. Chúng tôi đã tuân theo các công ước quốc tế. Thông thường, vòng đời của một chiếc áo lông là từ 10 đến 15 năm. Tôi nghĩ lông thú là thú chơi độc ác, lỗi thời và không nên được cố suý tại một thành phố cấp tiến như New York. Những người dân tại khu Harlem cũng phản đối lệnh cấm này, nhưng với một lý do khác. Trong một lá thư gửi cho hội đồng thành phố, những người này bày tỏ tầm quan trọng của các sản phẩm lông thú trong văn hóa của người Mỹ gốc Phi, ngành công nghiệp lông thú đóng góp một phần đáng kể trong nền kinh tế tiểu bang, với khoảng 80% đồ lông thú trên toàn nước Mỹ được sản xuất tại đây ngành công nghiệp này đang giải quyết công ăn việc làm cho hơn 10.000 người làm việc trong các công ty gia truyền làm đồ lông thú trong hàng thập kỷ, nhưng bắt đầu từ năm 2020, thời đại lông thú tự nhiên sẽ chính thức khép lại tại New York. Những loài thú có lông khác cũng giành được chiến thắng cho riêng mình, New York trở thành tiểu bang đầu tiên trên cả nước cấm việc rút móng mèo và trong nỗ lực bao quát càng nhiều lĩnh vực của đời sống càng tốt, bang New York cũng quan tâm đặc biệt tới vấn đề kỳ thị sắc tộc. Ủy ban nhân quyền của thành phố New York đã cấm sử dụng từ dân nhập cư bất hợp pháp theo cách kỳ thị và dọa sẽ áp mức phạt lên tới 250.000 đô la. Khi nói về cổ máy trục xuất, đó là sự thật, nó diễn ra hàng ngày. Họ đang cố gắng nhanh chóng trục xuất càng nhiều người New York không giấy tờ càng tốt. Hơn thế nữa, theo đạo luật mới này, dân nhập cư tại New York giờ có thể thi lấy bằng lái xe, bất kể tình trạng di trú. Bằng lái này chỉ có thể được sử dụng để lái xe, chứ không được dùng để đi bỏ phiếu hay bay các chuyến bay nội địa. Một đạo luật gây tranh cãi khác cấm tất cả những lý do tôn giáo vốn trước đây cho phép phụ huynh từ chối tiêm vaccine cho con mình. Giờ đây tất cả trẻ em và học sinh sẽ đều phải tiêm, trừ trường hợp có khuyến cáo y khoa. trên đây chỉ là một số luật sắp có hiệu lực trong mùa đông này và dù luật này luật khác còn gây tranh cãi nhưng giới chức new york tin rằng tất cả các luật đó đều nhắm đến làm cho new york trở thành một nơi tốt đẹp và nhân bản hơn